Ông già đầu người mình rắn đang đi xuyên qua rừng, ngay lập tức lấy tốc độ sét đánh vây khốn Minh Ghi Uê Xin, nói, các người là ai? Các người đến vách đá cuối cùng để làm gì? Thân thể dùng lực mãnh liệt, Minh Ghi Uê Xin phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Phu Ông Xuê nhanh chóng giải thích bọn họ bị kẻ ác gài bẫy mới rơi xuống đây, chỉ muốn rời khỏi không có ác ý mong lão nhân ra tha thứ. Ông già nhiều năm sống dưới đáy vực không tin bất kỳ ai lại dùng lực co cuộn cơ thể. Minh Ghi Uê Xin rên rỉ ngày càng dữ dội. Ông lão nhìn vào thần sắc khuôn mặt của tiểu gia hỏa trước mặt ngay lập tức sinh ra cảm giác quen thuộc, đột nhiên biểu tình thống khổ rú lên, đột nhiên bầu trời xuất hiện mây vần sấm rền. Ông lão hoảng sợ vội vàng thả Minh Ghi Uê Xin, lấy hình rắn lẻn đi ngay lập tức mất hút trong rừng, để lại hai người Phu Ông Xuê một trận kinh sợ. Không hiểu tại sao lão giả lại sợ tiếng sấm sét đến như vậy liền quyết định đi kiểm tra. Bằng cách này cả hai đã tìm đến một hang động tối tăm, lúc này ông lão đang nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất, tiếng sấm càng to nỗi đau đớn càng mạnh. Lúc này Minh Ghi Uê Xin giỏi quan sát đã phát hiện ra manh mối. Nếu như tôi đoán không sai, ba huyệt cao hoang cách du thân trụ trên lưng ông ta bị trúng ám khí, mỗi khi gặp trời mưa sấm sét nó ắt sẽ đau đến chết đi sống lại. Nghe được Minh Ghi Uê Xin phân tích rõ ràng đầu đuôi, ông lão căm giận đuổi bọn họ cút ra khỏi nơi này. Hai người phớt lờ ông lão nhanh chóng đến đỡ ông lão dậy, nhanh chóng muốn xem xét vết thương của ông lão. Không ngờ ông lão cực cứng đầu, chết cũng không để người khác đụng vào. Phu Ông Xuê không còn lựa chọn nào khác chỉ còn cách điểm hai huyệt trước ngực ông ta, sau đó cởi áo khoác mới phát hiện ba cây ám khí phía sau lưng đã cắm vào rất sâu. Phu Ông Xuê vận công chuẩn bị bức độc châm ra kèm theo hai dòng chân khí chảy vào, ba cây châm độc từ lưng ông lão bay ra. Minh Ghi Uê Xin bước đến và đem chân rút ra khỏi bức tường đá. Liệt diễm hồng châm, loại châm độc này là ám khí độc môn của võ lâm minh chủ Xiang Yin Thiên. Phu Ông Xuê nhìn vào ông lão đang nằm dưới đất, trong đầu nghĩ đến nguyên nhân cái chết của phụ thân, hiểu rõ người bị thương này chắc chắn có liên quan đến Xiang Yin Thiên. Ngày hôm sau Phu Ông Xuê vì có thể sớm ngày báo thù ở trong rừng khổ luyện diệt tuyệt thập tự đao pháp. Đao pháp này tuy rằng siêu phàm nhập thánh nhưng Phu Ông Xuê trước giờ chưa từng đạt được cảnh giới cao nhất. Ngay lúc này ông lão đột nhiên xuất hiện phóng ra hai cây ám khí từ miệng lập tức khiến anh ta gián đoạn. Lúc này ông lão đã hồi phục thương thế, thoáng qua liền nhìn ra đao pháp Phu Ông Xuê đang tu luyện nhưng ông ta biết rằng bất luận Phu Ông Xuê tu luyện như thế nào đều không thể thành thạo bộ đao pháp này. Sau đó liền hỏi bộ đao pháp này đã học trộm từ đâu, vãn bối cần gì học trộm, đây là của gia phụ Yang Trang Phân tuyệt học đã nổi danh thiên hạ. Cái gì Yang Trang Phân? Nghe được câu này lão già kích động vạn phần. Thì ra ông già không thể tự mình chăm sóc bản thân này chính là người tổ sư Yan Po Sang mà Phu Ông Xuê chưa từng được gặp mặt. Sau đó Yan Po Sang hỏi ra mới biết hóa ra sau khi rơi xuống vách đá, đồ đệ Yang Trang Phân cũng gặp nạn không qua khỏi. Ông lúc này cũng hiểu ra, đánh gãy kinh mạch của ông ta cũng chính là Xiang Yin Thiên, đồ đệ tốt của ta, sao ngươi có thể ra đi như vậy? Yang Đại Hiệp đã ra đi nhiều năm, Tiang người đừng buồn. Không sai, ta chính là Yan Po Sang. Hài Nhi Hong Xuê bái kiến thái sư phụ. Câu thái sư phó này cũng không phải gọi không, Yan Po Sang lúc đó đã quyết định đem tầng thứ 9 của diệt tuyệt thập tự đao pháp truyền cho Phu Ông Xuê. Phu Ông Xuê lúc này như mở máy gian lận. Hong Xuê còn khổ luyện diệt tuyệt thập tự đao pháp, công lực lại cao hơn một tầng, sư phụ rất vui mừng. Ta muốn tặng cho con một phần đại lễ.